Dạ vâng, xin chào toàn thể các bác anh em đam mê chơi BCB trên khắp mọi miền của Tổ quốc. Thì trong video ngắn của ngày hôm nay thì số em sẽ lên và giới thiệu đến cho bác và anh em một cái mẫu bơm máy cao áp BCB, một cái mẫu bơm máy bình dân mà bên em đang bán ra và đang được bác và anh em tin tưởng sử dụng cực kỳ là nhiều. Đặc biệt giá bơm máy cao áp BCB giờ nó cực kỳ là rẻ rồi. Thì cũng không phải để các bác và anh em chờ đợi lâu, sau đây em sẽ đi vào giới thiệu cụ thể chi tiết về cái mẫu bơm máy Asen và em sẽ báo giá công khai luôn để bác và anh em cân đối tài chính nhé. Đầu tiên thì em sẽ giới thiệu về cho các bác những phụ kiện khi bác mua chiếc bơm máy Asen này trước các bác nhé. Phụ kiện kèm theo sẽ một túi bông lọc các nhé. Bông lọc này để các bác thay định kỳ cái đầu lọc ẩm để chống hơi nước vào bình của mình tốt hơn các bác nhé. Đi kèm sẽ một hai cái ống TIO các bác nhé. Dây hút nước một đầu ra một đầu vào các bác nhé. Và đi kèm một cái dây điện nguồn này. À, tiếp theo thì đi kèm là một cái máy hút nước nhé. Các bác thấy không ạ? Cái máy hút nước của Asen thì máy hút nước cực kỳ là to, hút nước cực kỳ là nhanh và làm mát cái đầu bò này rất chi là tốt các bác nhé. Đấy, đi kèm sẽ một túi rong sim các bác nhé, một túi rong sim, những cái lá gió đồng chống cháy nổ này. Đấy, rất chi là đầy đủ các bác nhé. Đấy, phụ kiện kèm theo đầy đủ thì sau em có một chương trình khuyến mại rất chi là lớn nhằm chiên đến khách hàng các bác nhé. Em sẽ tặng thêm cho các tất cả các mua chiếc bơm máy Asen, em sẽ tặng thêm cho các một cái bộ phớt các nhá. Một cái bộ phớt này thì trị giá 250.000. Bộ phớt này thì rất là quan trọng ở chiếc bơm máy các nhá. Ví dụ như các bác dùng lâu ngày ấy, mà các dùng nhiệt độ lên cao quá, các bác dùng lâu ngày thì ở trong này sẽ có một cái ti, ở trong cái ti sẽ có ba cái phớt các nhá. Nó sẽ không nén được hơi hoặc là nén hơi chậm. Thì các bác tháo ra, các bác thay cho em ba phớt này vào, mình lại tiếp tục bơm. Đấy, rất chi là quan trọng ở ba cái phớt của cái chiếc bơm máy Asen các nhé. Thì một cái bộ phớt này bên em đang bán với một mức giá là 250.000 đồng một cái bộ này. Thì như trong video này, tất cả các mua chiếc bơm máy Asen, em sẽ tặng thêm cho một bộ phớt sơ cua trị giá 250.000 các bác nhé. Đó là những phụ kiện đầy đủ khi các bác mua chiếc bơm máy Asen. Thì sau đây em sẽ đi vào giới thiệu cụ thể chi tiết vào cái mẫu bơm máy Asen này các bác nhé. Chiếc bơm máy Asen này thì bên số em đang bán với một mức giá là 3.100.000 các bác nhá. 3.100.000 đồng thì đã bao ship rồi các bác nhá. Tầm độ 3.100.000 đồng quay đầu thì đây một trong sự lựa chọn hàng đầu được các bác anh em tin tưởng sử dụng cực kỳ nhiều các bác nhá. Mẫu này thì bao cho các bơm tầm độ 300 đến 320 cân, rơi vào tầm độ hơn 2 phút thôi. Những video trước thì em đã test thực tế cho các bác xem rất chi là nhiều ở cái mẫu bơm máy Asen này rồi các bác nhá. Mẫu bơm máy Asen này ở trong nhà sản xuất vẫn quấn đồng 100%. Khi các bác bơm thì cực kỳ bền bỉ theo thời gian các nhé. Đây công tắc tắt mở bên này các bác nhé. Và đồng hồ báo nhiệt này. Các bác lưu giúp em, đồng hồ báo nhiệt mà lên tầm độ 55 đến 60 độ ấy, mà bình của các bác chưa đầy thì các bác có thể tắt máy đi, đợi nhiệt độ hạ thấp xuống mình lại tiếp tục bơm thì bảo vệ cái bơm của các bác thì cực kỳ bền các bác nhé. Và đây là cái đồng hồ đo cân này. Và cái mẫu này thì giá tiền bình dân nhưng có chế độ chống cháy nổ đầy đủ các bác nhé. Đây chế độ chống cháy nổ. Khi các bác bơm tầm độ 350 cân các bác quên ấy, các bác chưa tắt máy này thì con ốc này ở trong sẽ một lá gió đồng. Đây phụ kiện đi kèm các bác nhé. Phụ kiện đi kèm thì rất chia nhiều lá gió đồng rồi. Đây các bác tháo ra, các bác xoáy con ốc này ra, các bác lắp cho em cái lá gió đồng khác này vào, mình lại tiếp tục bơm. Đấy chế độ rất chia an toàn ở chiếc bơm máy Asen này các bác nhé. Lọc thì sẽ lọc to màu vàng như này các bác nhé. Thì cái mẫu bơm máy Asen này thì một bác, các bác chưa điều kiện kinh tế dư giả thì hai ba bác gần nhà nhau mình có thể chung nhau mình mua một chiếc bơm máy Asen này về. Các bác ngồi rung đùi tầm độ 2 phút đến 3 phút bình của các bác đã đầy rồi, các bác đi ben cực kỳ khỏe khoắn quá nhá. Các bác cũng biết rồi, khi bác mà đang dùng cái chiếc bơm tay ấy, các bác bơm lên tầm độ 200 đến 250 cân thì rất chìa mỏi mệt và mất rất chìa nhiều thời gian. Đấy các bác cố thêm một chút, các bác thêm một chút nữa vào thì các bác có thể mua cho mình một chiếc bơm máy này về. Các bác ngồi rung đùi tầm độ 2 phút đến 3 phút bình của các bác đã đầy rồi, các bác đi ben thì cực kỳ là khỏe khoắn các bác nhé. Thì một chiếc bơm máy Asen này thì bên số em bán ra thì đều có bảo hành 1 năm, lỗi một đổi một do nhà sản xuất các bác nhé. Nhận hàng các bác và anh em được quyền kiểm tra hàng đúng hàng đúng sản phẩm như em giới thiệu trên video thì các bác và anh em sẽ thanh toán tiền các bác nhé. Đó là cái mẫu bơm máy Asen giá là 3.100.000 đồng thì em muốn giới thiệu đến cho bác và anh em ạ. Thì các bác và anh em đang quan tâm mẫu bơm máy Asen, mẫu bơm máy bình dân bơm cực kỳ là nhanh và cực kỳ là khỏe thì các bác và anh em nhanh tay liên hệ trực tiếp hai số điện thoại bên em các bác nhé. Thì một video em làm rất chi là ngắn thôi, thì cuối video thì các bác và anh em được em xin chào và hẹn gặp lại các bác ở những video tiếp theo của em ạ.